Hello hello, chào mọi người. Mình là Thương từ kênh YouTube Yogi Travel. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube của mình. Và như mình đã giới thiệu ở các video lần trước, đối với mình, hơi thở là một trong những cái điều quan trọng nhất trong khi bạn luyện tập yoga. Thì cái hơi thở sâu và dài giúp cho bạn vào thể được sâu hơn, giúp cho bạn thăng bằng hơn, giúp cho bạn tĩnh tâm hơn và thư giãn được sâu hơn, đồng thời giúp cho bạn vào những cái động tác khó dễ dàng hơn. Thì bài tập hôm nay sẽ là một cái bài tập giúp bạn đạt được cái sự liên kết giữa cái hơi thở và động tác khi tập yoga nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Mình trải thảm ra và bắt đầu bài tập ngày hôm nay thôi. Như thường lệ, bạn hãy ngồi lên giữa thảm. Thường thì mình thấy bạn hãy trải cái thảm ngang như mình và quay mặt về phía cái màn hình như vậy thì bạn sẽ dễ nhìn hơn. Lâu lâu bạn liếc qua bạn nhìn thôi, chứ bạn không cần trải dọc á, thì cái sự di chuyển nó sẽ khó hơn nha. Bạn ngồi trong bất cứ tư thế nào thoải mái mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đặt nhẹ hai tay lên gối, bạn có thể chắp nhẹ ngón trỏ và ngón cái vào nhau hoặc bạn để ngửa cũng được. Cái này mình sẽ giải thích vào một cái bài lần sau nha. Còn bây giờ bạn chỉ cần ngồi trong tư thế thoải mái là được rồi. Bạn thả lỏng hai vai của mình về sau, đưa cái lồng ngực về sau để mông ngồi hết dưới sàn. Nào nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bước đầu tiên luôn là tạo một cái nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mình, để cái khuôn mặt mình thư giãn ra. Và bắt đầu từ sự thư giãn của khuôn mặt, bạn mang ý thức vào thư giãn cho hơi thở của mình. Mình đặt tay phải lên bụng và đặt tay trái lên lồng ngực. Hãy bắt đầu cảm nhận nhịp hít vào, bạn nâng lồng ngực lên, rồi bụng mình nâng lên nhẹ nhàng. Nhịp thở ra, bạn cảm giác bụng mình hóp lại, hạ xuống và lồng ngực mình cũng mềm xuống, thở hết ra. Mình hãy nhẹ nhàng lặp lại như vậy vài nhịp. Chậm rãi lên khi hít và mình chậm rãi thở hết, đẩy khí ra ngoài khi mình thở ra. Cảm nhận được sự di chuyển nhịp nhàng của bụng và của lồng ngực. Bạn cảm giác được hơi thở của mình đang nâng cái cơ thể mình lên, rồi buông lỏng cái cơ thể của mình xuống. Đó là cái sự liên kết đầu tiên giữa hơi thở và cái chuyển động trong khi mình tập yoga. Và nếu để ý sâu hơn nữa, bạn sẽ cảm giác là cái ý thức của mình cũng được cuộn vào hơi thở luôn. Bạn thấy là mình không còn suy nghĩ gì hết. Ý thức của mình nằm ở sự nhịp nhàng của hơi thở. Và mình sẽ cảm giác tĩnh lặng hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình lặp lại một vài nhịp nữa nha. Đừng quên cái nụ cười nhẹ nhàng, thư giãn trên khuôn mặt của mình. Và một vài nhịp cuối cùng. Sau đó bạn nhẹ nhàng đặt hai tay trở lại lên đầu gối. Cảm nhận bàn tay của bạn đặt lên gối chạm lên cái đầu gối của mình, hai bàn tay úp lại. Và cái hơi thở của bạn vẫn nhịp nhàng lên xuống.
bạn có thể vẫn giữ mắt nhắm. Mình sẽ kết hợp hít vươn tay lên trời và thở ra chắp tay lại hạ về trước lồng ngực của mình. Nào, dang ngang hai tay hít vào rướn lên. Cảm nhận cánh tay bạn vươn lên, từng đốt sống được kéo lên và rướn cánh tay cao lên trời. Hai tay bạn chắp lại, thở ra bạn kéo từ trên trời hạ nhẹ nhàng xuống trước lồng ngực của mình. Và bạn thở hết ra. Mình lặp lại, hít vào, dang tay và vươn cao cánh tay rướn người lên. Hai tay chắp, thở ra mình hạ về trước lồng ngực của mình. Nào, lặp lại, hít vào, vươn tay, kéo các đốt sống rướn lên. Thở ra nhẹ nhàng, hạ về trước ngực. Hai nhịp nữa, hít vào, vươn tay và rướn lên, nếu được bạn hãy cứ để mắt mình nhắm. Và thở ra, hạ về trước ngực của mình. Một nhịp cuối cùng, vươn ngang cánh tay, hít vào bạn rướn lên, vươn cao tay. Và bạn hạ nhẹ nhàng chắp về trước lồng ngực của mình. Sau đó bạn mở mắt ra, bạn sẽ thấy được cái sự thoải mái của thắt lưng và của vai của mình. Nào, mình sẽ tiếp tục về cái nghiêng người về hai bên nha. Hít vào, bạn tiếp tục rướn và vươn hai tay lên. Sau đó bạn nghiêng về bên phải, bạn xòe tay phải đặt ngang thẳng hàng với mông. Bạn ép tay trái vào mang tay và rướn. Mình thở ra. Sau đó mình hít vào, vươn lên trở lại. Thở ra, mình rướn về trái, chống tay trái, khuỷu cùi chỏ trái rướn lên. Hít vào, vươn lên. Thở ra, nghiêng về bên phải. Hít vào lên. Thở ra. Mình sẽ nhịp nhàng như vậy nên mình chỉ hô hít và thở thôi nha. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một vòng cuối cùng. Hít vào. Thở ra. Và hít vào. Mình thở ra. Sau đó hít vào, vươn lên. Thở ra, mình đưa hai tay ra sau lưng, đan các ngón tay của mình vào nhau. Hít vào, ngẩng mặt rướn cằm vươn lưng lên. Và chắp hai tay trước ngực, mình thở ra. Nào, giữ hai tay chắp trước lồng ngực, giữ lưng thẳng. Mình sẽ tiếp tục cái chuỗi hít thở và đi động tác theo hơi thở của mình. Giữ chặt hai cánh tay chắp, rướn lưng lên, hít vào. Thở ra, mình lồng các ngón tay đan về phía trước, hóp bụng lại, đẩy lưng về phía sau, cuộn tròn người. Bật cánh tay lên trời, hít vào, rướn cao lên. Thở ra, bạn đưa hai tay ra sau lưng, đan các ngón tay lại. Nắm chặt tay, hít vào, ưỡn ngực vươn lưng lên. Thở ra, rướn về phía trước, chạm trán xuống sàn luôn nếu được. Hít vào, ép tay vào mông, lật người rướn lên. Thở ra, dang ngang hai tay. Hít vào, nhìn lên trời, vươn hai tay lên trời rướn lên. Và chắp hai tay về trước lồng ngực, mình thở ra. Mình tiếp tục lặp lại như vậy. Hai tay chắp, mình hít vào sâu. Thở ra, đan các ngón tay, hóp bụng đẩy về trong, tay bạn đưa về trước. Kéo tay lên trời, hít vào, rướn cao, cánh tay vươn lên. Thở ra, bạn đưa hai tay ra sau lưng của mình. Lồng các ngón tay vào nhau, nắm chặt ưỡn ngực, hít vào vươn lên. Thở ra, cúi ra về phía trước, cúi đầu xuống cánh tay đẩy cao. Hít vào lật người lên, trở lại. Thở ra, dang ngang hai tay.
Khi vào hai tay vươn lên trời rửa lên, hai tay chắp về trước ngực, thở dài ra. Mình lặp một vòng nữa thôi, hai tay chắp, hít vào sâu, thở ra hóp, bụng đẩy ra sau, đưa tay về trước. Hít vào, vươn lên trời, rướn cao lên. Thở ra, hạ tay sau lưng của mình. Hít vào, lồng các ngón tay, ưỡn ngực vươn vai lên. Thở ra, mình đánh tay rạp đầu về phía trước. Hít vào, nâng người lên trở lại. Thở ra, dang ngang hai tay. Hít vào, quạt tay vươn lên trời. Và thở ra, hai tay chắp về trước ngực của mình. Nào, mình chống hai tay về đầu thảm và mình vào tư thế bốn điểm, hai bàn tay chống và hai đầu gối vuông góc, nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Hãy tập 5 nhịp tư thế con bò và con mèo ở đây. Hạ từng đốt sống thắt lưng, hít vào, ngẩng mặt hướng lên. Thở ra, cuộn tròn lại, đẩy hết lưng vào, kéo cằm vào ngực. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít vào, nhìn lên. Thở ra. Nào, nhịp cuối cùng, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Và mình thở ra, cuộn tròn lại. Sau đó mình quay về vị trí trung tâm, lùi và ngồi vào tư thế em bé, ngồi hạ mông về phía sau và lọng trán của mình xuống sàn. Hít vào dài, mình thở ra nhẹ nhàng. Mình hít vào một nhịp sâu và kéo hai tay chống bên cạnh đầu gối. Mình nâng người lên và ngồi lên, ngồi thẳng lưng của bạn lên. Mình sẽ ngồi lên gót chân và mình vào cái chuỗi di chuyển tiếp theo nha. Từ vị trí mà hai cái mông đang ngồi lên gối, bạn sẽ đưa hai tay chống về trước, chống vuông góc hai bàn tay và mở hai cái đầu gối rộng ra. Mình nhón cái mũi chân bên trái trượt về phía sau, chống cái ngón chân chạm xuống sàn. Nào, giữ cái người thẳng băng về trước, mình cảm giác là tay chống chắc, lưng chống chắc, bám chặt cái mũi chân bên trái. Và nhớ là cảm giác vào mũi chân trái nhiều, tại vì đây là vị trí mà sẽ giữ thăng bằng cho mình. Mình sẽ vươn tay phải về phía trước, bắt đầu hít vào, rướn tay phải. Vươn lên trời, vươn lên trời, vươn lên trời, vẽ thành vòng tròn này cho tới lúc nó mở hết về phía sau. Thở ra, mình đánh về phía trước, rườn ra, sau đó mình lại hít vào. Thở ra, tiếp tục hít vào. Thở ra, hít vào nhịp cuối cùng, rườn lên vẽ nửa vòng tròn. Rồi thở ra, rướn về phía trước và hạ bàn tay chạm xuống sàn. Mình sẽ hạ đầu gối trái và đổi bên, bám cố định hai bàn tay. Bạn nhón mũi chân phải và trượt bàn chân phải về phía sau. Nào, vươn tay trái về phía trước, trụ chắc vào thăng bằng. Hít vào, vẽ thành vòng tròn. Rướn tay phải lên trời, ngửa về sau, thẳng hàng với mông. Thở ra, quay về phía trước. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Nhịp nữa, hít vào, vươn lên. Và thở ra. Sau đó bạn chống tay xuống sàn, chống đầu gối, lắc nhẹ lưng và vai, mắt chậm rãi về hai bên. Động tác tiếp theo sẽ khó hơn một chút và cần bạn giữ lực vào cơ trung tâm nha.
nhón chân trái, bạn trượt mũi chân trái về sau trở lại. Vươn tay phải của bạn về phía trước, mình chỉ lặp lại 5 lần cho mỗi bên thôi. Nào, nhấc chân trái cao lên và trụ vào sự thăng bằng. Rướn ra, mũi chân chỉ ra sau, mũi tay chỉ về trước, hít vào. Thở ra, mình nắm bàn tay, cùi chỏ và đầu gối chạm nhau. Nhịp thứ hai, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Nào, mình thở ra. Sau đó hít vào, rướn ra. Hạ bàn tay, hạ đầu gối. Mình quay lại vị trí bốn điểm. Lắc hông và lắc nhẹ nhàng hông qua hai bên. Lắc vai nhẹ nhàng. Mình sẽ đổi qua bên kia. Bạn bám tay phải, nhón mũi chân và trượt cái bàn chân phải của bạn về phía sau. Sau sẵn sàng, bạn rướn tay trái về trước. Nâng chân phải lên, chỉ mũi chân, mũi tay căng ra. Nào, hít vào, rướn. Thở ra. Nhịp thứ hai, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào, rướn lên. Nào, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Và thở ra. Sau đó hít vào, rướn lên. Hạ bàn tay, hạ đầu gối. Lắc nhẹ hông và vai để mềm cánh tay. Mình sẽ vào tư thế chó úp mặt duỗi mình. Hai bàn tay bám, bạn nhón mũi chân và đẩy hết người rướn về sau. Kéo giãn người rướn ra. Cánh tay thẳng, mông rướn cao, rướn hết về phía sau. Nào, bạn giữ ở đây và cảm giác từng hơi thở của mình. Đẩy dài cái lưng và rướn mông cao lên. Hít. Thở ra. Bạn đang hít thở trong tư thế yoga. Hãy cố gắng kéo dài hơi thở ra nữa. Hít vào. Thở ra sâu. Một nhịp nữa thôi, hít vào sâu. Và bạn thở dài ra. Nào, mình sẽ di chuyển về tư thế tấm ván, rồi hạ người xuống vào tư thế rắn hổ mang. Bám tay chắc, hít vào vươn về trước vào tư thế tấm ván. Hạ đầu gối xuống, úp bàn chân. Bạn đổ ngực, bụng, ngực, cằm. Hít vào, lật lên rắn hổ mang, rướn người lên. Lùi về phía sau, chó úp mặt duỗi mình dạng về sau. Hít vào, vươn về trước tư thế tấm ván. Hạ đầu gối, đưa người về trước, hạ bụng, ngực, trán. Hít vào, lên, rắn hổ mang. Lùi ngược về sau, chó úp mặt duỗi mình. Một vòng nữa thôi, hít vào tư thế tấm ván. Hạ đầu gối, hạ bụng, ngực, cằm. Hít vào, lên, rắn hổ mang. Và lùi ngược về, tư thế chó úp mặt, duỗi mình lùi về phía sau. Sau đó bạn khuỵu hai đầu gối, chéo bàn chân và bạn ngồi về dưới phía sau của mình. Đưa thẳng hai chân của mình về phía trước, về phía đầu thảm luôn để chút mình nằm ngửa ra dễ hơn. Hai cái mũi chân của bạn chặp lại và bạn quạt ngang hai tay, vươn lên, hít vào. Thở ra, rướn về trước. Sau đó lại vươn lên, hít vào. Thở ra, bạn rướn về trước. Nhịp nữa, vươn lên, hít vào, rướn lên. Rồi rướn về trước, thở ra. Và bạn vươn lên, hít vào. Nào, nhìn theo tay trên trời. Mình sẽ gồng lại và cố gắng hít thở dài khi mình giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Từ từ gỡ hai tay ra và nằm ngửa cái người về dưới thảm của mình luôn. Nhẹ nhàng nằm ngửa và lưng chạm xuống sàn. Hai bàn chân bạn đạp vuông góc xuống mặt sàn. Nếu mà bạn lúc bạn tập bạn thấy cái đầu bạn nó kẹt, tóc
bạn bị rướn về phía sau thì bạn gỡ ra để cái cổ của mình thẳng nha. Hai bàn tay bạn úp xuôi theo người. Mình sẽ nâng lên hạ xuống trong tư thế cây cầu. Mỗi khi bạn hít và thở, hai bàn chân đạp chắc, hai tay úp chặt xuống. Nào nhẹ nhàng nhấc mông lên, hít vào y như là tư thế con bò, con mèo lúc ban đầu mình tập nè. Thở ra hạ từng đốt một, hạ mông xuống sàn. Nhịp thứ hai, hít vào nâng lên. Hạ nhẹ nhàng xuống. Nhịp thứ ba, hít vào nâng lên. Giữ ở đây. Bám chặt hai cái tay xuống hoặc là đan các ngón tay nhìn xuống sàn. Vào cái tư thế nào mà bạn cảm thấy bạn thoải mái hơn. Bám chặt chân nào, quay vào hơi thở. Mình hít dài, thở dài. Động tác này để nhắc cho bạn là khi ở trong cái tư thế mà mình đang gồng để giữ thế, mình vẫn phải hít thở dài. Hít sâu, thở ra sâu. Một nhịp nữa nha, bạn hít sâu, rướn người lên, mở lưng cao lên, sau đó bạn gỡ tay ra, hạ từ từ nằm xuống, xuống, xuống cho tới khi mông chạm xuống dưới sàn. Bạn kéo hai cái đầu gối và ôm sát đầu gối vào lồng ngực, ép chặt lưng xuống. Nhắm mắt để lắng nghe, lấy cái để lắng nghe được cái hơi thở của mình dài hơn. Nhắm mắt, bạn sẽ cảm giác được là cái hơi thở mang lấy cái sự thư giãn cho thắt lưng, cho vai, cho lồng ngực của mình như thế nào. Sau đó bạn dùng hai tay, tay bên trái nắm lấy cái đầu gối, mình kéo cả hai cái đầu gối về bên trái, nhìn xuống sàn, xoay mặt của mình về bên phải. Nếu để ý kỹ hơn vào động tác này, bạn sẽ thấy là mỗi khi hít thở, cái bụng bạn đang bị xoắn qua một chút, thì cái hơi thở bạn sẽ hơi khó ở phần bụng, bạn hãy tập trung lên lồng ngực của mình nhiều hơn. Rồi nâng đầu gối lên và bạn vắt về bên kia, chống đầu gối xuống bên kia, xoay mặt về bên ngược lại. Sau đó quay về giữa, mình lại quàng tay ôm gối vào ngực một lần nữa, ép xuống sàn, ép chặt xuống. Nào hít vào một nhịp nữa, rồi lật người về một bên và chống tay, mình nâng người ngồi lên, quay người và ngồi thẳng lưng mình lên luôn. Nào bạn đặt hai tay lên đầu gối và thẳng lưng, nhắm mắt lại. Mình tập một vài nhịp thở cuối cùng trước khi mà mình kết thúc. Hít vào sâu, thở ra dài. Nhắm mắt và hít vào một nhịp nữa thật sâu. Và thở hết ra. Và mở mắt ra. Vậy là mình đã hoàn thành cái bài tập cho hơi thở của ngày hôm nay rồi. Nếu mà bạn còn có thời gian, bạn có thể tập lại một lần nữa và nhắm mắt lại. Nếu bạn không cần quan sát cái động tác nữa, thì bạn chỉ cần nhắm mắt và bạn lắng nghe thôi để bạn tập được cái hơi thở của mình dài hơn nha.
cái bài hồi nãy mình đã thiết kế để nó đi lên rồi đi xuống nhẹ nhàng, tức là có một cái khúc cao trào ở trên khi mà nhịp tim bạn đập rất là nhanh, khi mà cái hơi thở của bạn trở nên gấp gáp mà bạn vẫn phải kiểm soát nó để nó đi vào đúng cái nhịp hít rướn, thở co lại, hít rướn, thở co lại. Thì cái cách tập như vậy sẽ lâu ngày nó sẽ làm cho cái việc mà bạn kiểm soát được hơi thở trong động tác nó sẽ dễ dàng hơn. Và bữa sau thì mình sẽ giải thích các cái bài tập hít thở khác, các cái cách thở khác trong yoga. Đối với hôm nay thì mọi người chỉ cần hít thở sâu và cố gắng hít để cho cái cơ thể mình bơm đủ oxy, cho cái cơ bắp mình có oxy để hoạt động trước đã nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những cái video lần sau. Nhớ bấm nút đăng ký và chia sẻ cái ý kiến của mọi người ở dưới cái video này cho mình biết nha. Tạm biệt mọi người, bye bye mọi người.